Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Mình biết ở đây có rất nhiều bạn đang mong ngóng CPU thế hệ tiếp theo 11. Thế nhưng chúng ta tạm thời chưa có CPU thế hệ 11 ở đây, mà chúng ta đã có một sản phẩm hỗ trợ tốt nhất cho CPU thế hệ thứ 11. Đó chính là về phần bo máy chủ. Bo máy chủ mình có ở đây, thật ra là mình mượn mãi mới được ấy. Đây là mẫu bo máy chủ Z590 TUF Gaming đầu tiên ở Việt Nam. Thì cái phiên bản mình sẽ review cho các bạn ngày hôm nay thì mình xin phép sẽ là không test bất kỳ một cái gì cả. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút về cái phần vẻ ngoài này, sau mình sẽ mở toàn bộ các cái thành phần linh kiện ra và đọc cho các bạn biết là bộ bo máy chủ Z590 sẽ như nào nhá. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về phần vỏ hộp. Các bạn có thể nhìn được luôn ở phần mặt trước, đó chính là khi các bạn cắm bo máy chủ vào thì hình thức sẽ trông như nào. Ở ngay chính giữa đây sẽ là socket 1200, rất quen thuộc rồi. Flash RGB sẽ nằm ở hai phía, nằm hai bên cạnh phải, tức là khi các bạn nhìn thẳng vào sẽ nằm ở bên tay phải. Và ngay bên dưới đây sẽ có một số công nghệ như kiểu là hỗ trợ Intel thế hệ thứ mới nhất rồi, đương nhiên thế hệ thứ 11 và cả thế hệ thứ 10 nữa, hỗ trợ gọi là tương thích ngược đấy. Một số các công nghệ âm thanh của DTS này. Cái mẫu bo máy chủ này sẽ có hệ thống chống ồn chủ động 2 chiều thông qua AI. Thế nên các bạn nào chơi game thì chắc đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tốt để chọn mua rồi. Có cả WiFi 6 và dĩ nhiên không thể thiếu được là Aura Sync để chỉnh LED RGB thông qua phần mềm và đồng bộ được so với hệ thống. Khi nhìn qua phần mặt sau thì các bạn sẽ thấy được đó chính là hãng ghi cực kỳ đầy đủ về phần các cổng kết nối. Thì các bạn sẽ có đầy đủ cổng USB Type-A, USB Type-C và điểm nhấn mạnh ở đây đó chính là cổng USB Type-C. Cổng USB Type-C là USB 3.2 Gen 2 x2, tức là về mặt tốc độ sẽ cho tốc độ truyền tải dữ liệu là 20 Gbps trên một giây. Các cổng USB 3.0 thông thường sẽ là từ 5 Gbps cho tới 10 Gbps một giây. Cổng này là 20 Gbps trên một giây, một tốc độ truyền tải rất cao nếu mà so với Thunderbolt thì là hiện tại là so được với Thunderbolt 2, còn nếu so với Thunderbolt 3 là 40 Gbps trên một giây, tốc độ cao lắm. USB bây giờ phải gọi là USB 4.0 thì mới chính xác. Thì mình sẽ nhìn nhanh qua nhé. Về một cái hỗ trợ cho game thủ nữa, đó liên quan đến cổng mạng LAN G45 sẽ là cổng một mạng LAN 2.5 Gigabit Ethernet tới từ Intel. Thì với cổng mạng LAN này thì theo như mình tìm hiểu thì sẽ cho cái tốc độ truyền tải dữ liệu nó tốt hơn khi so với các cổng mạng thông thường. Và như cái tên như mình nói là có Wi-Fi, là Wi-Fi 6, thế nên các bạn vẫn sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 là Bluetooth nhanh nhất hiện tại. Còn với Wi-Fi 6, mình đồng ý với các bạn một điều là Wi-Fi 6 cho cái tốc độ rất tốt. Nếu như các bạn nào quan tâm đến các sản phẩm hỗ trợ kiểu là router hỗ trợ Wi-Fi 6 thì search có rất nhiều các sản phẩm đấy. Các bạn mua về các bạn có thể sử dụng được. Còn các bạn yên tâm đi, các bạn mua về nếu ở nhà các bạn không Wi-Fi 6 mà chỉ có ổ Wi-Fi thông thường thì vẫn có khả năng tương thích ngược nhá. Chứ không phải lo bảo Wi-Fi 6 về nhà lại không dùng được thì chết. Về phần cổng xuất hình thì sẽ hỗ trợ một cổng DisplayPort 1.4 và HDMI 2.0. Thông thường thì những cổng xuất hình có ở trên main sẽ phục vụ cho nhu cầu kích hoạt Intel QuickSync. Tuy nhiên lên thế hệ thứ 11 rồi thì Intel QuickSync sẽ gọi là auto bật luôn, các bạn sẽ không phải kích hoạt bằng tay nữa. Thì cổng xuất hình này theo như mình đánh giá sẽ là phù hợp đối với những bạn nào mà dùng chữa cháy đấy, đôi khi cả đồ họa sẽ phải mang đi bảo hành. Mình đã gặp cái tình trạng sử dụng CPU không có đồ họa tích hợp và mang đi bảo hành, và bộ cày của mình để nguyên đấy và không làm được bất kỳ một điều gì cả. Nghĩ là thấy bực rồi. Về phần RAM sẽ hỗ trợ ép lên đến tận 5000 MHz. Và làm sao để lên được thì ở đây thì Acer không ghi cụ thể. Mình nghĩ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tay người sử dụng và cái trình độ người ta sẽ có ép được không. Cá nhân mình không ép được, hãng hỗ trợ thôi chứ mình không làm được. Đây hỗ trợ chống ồn, đây là TrueWave AI noise, tức là hỗ trợ chống ồn cho cả phần thu âm cũng như các bạn nghe vào sẽ đều được chống ồn hết. Xịn thật sự. Một số khác kiểu Turbo LAN nữa. Turbo LAN đấy là cái cổng mạng LAN của Intel đấy. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ lấy sản phẩm ra và review chi tiết cho các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nói về khu vực tản nhiệt cho chipset đi. Chipset Z590 các bạn có thể thấy là mặc dù trông rất to, các bạn nào mà nhìn qua cam thì có thể nghĩ là ôi thì xịn to đấy, nhưng thực chất thì cái phần ốp lên bên trên là ốp nhựa thôi, đây chỉ là một ốp nhựa thôi. Còn cái khu vực tản nhiệt đấy sẽ là một miếng kim loại, mình nghĩ là nhôm thôi, miếng kim loại nhôm không quá to đâu. Và theo như mình thấy nếu miếng nhôm bé như này và được ốp này lên thì cái nhiệt độ của khu vực chipset tỏa ra sẽ không quá lớn. Thì chúng ta sẽ tới những cái phần mà tỏa nhiệt lớn hơn, đó chính là khu vực VRM. Mình đã tháo ốc sẵn ra rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là phần đầu tiên khi mình nhấc ra, được làm từ kim loại luôn. Mình nghĩ cái phần này sẽ có hệ thống tản nhiệt tương đối tốt đấy. Cả lớp bên dưới đây cũng có các miếng thumper pad nữa và quay được cắt các cái khe rãnh. Các khe rãnh này sẽ có tác dụng là để cho gió được lọt vào để tản nhiệt cho tốt hơn, rồi để khu vực này ra. Thông thường đến khu vực I/O thì cái phần khu vực tản nhiệt cho VRM sẽ được làm bé, tương đối bé thôi, sẽ chỉ bằng như này thôi, và cái phần ốp lên bên trên sẽ làm từ nhựa. Tuy nhiên đối với phiên bản Z590 TUF Gaming được làm hoàn toàn từ kim loại. Đây, cả khu vực che cái phần I/O cũng được làm từ kim loại luôn. Đau tay. Và ở các rãnh, ở các khu vực này sẽ xẻ các rãnh để hút gió tốt hơn. Và đây mình sẽ đặt ra ngoài, đặt các thành phần linh kiện ra ngoài. Chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề cấp điện cho phần CPU. Thì đối với mẫu CPU thế hệ 11 của Intel mà các bạn cũng đã thể tìm hiểu được rồi, là số nhân mặc dù được giảm xuống, thế nhưng cái mức độ xung nhịp vẫn ở mức xem. Và Intel cũng đã tối ưu lại vấn đề hiệu năng rồi, khi mà mặc dù số nhân ít hơn, thế nhưng cái hiệu năng cái IPC mang lại sẽ tốt hơn. Hay nói một cách dễ hiểu như này, đối với mẫu CPU Intel Core i9 10900K sẽ có 100% hiệu năng một mẫu CPU có 10 nhân. Tuy nhiên đối với sang một mẫu CPU tiếp theo đến thế hệ 11 vẫn là Intel Core i9 thì hiệu năng đã cải thiện thành 120% rồi. Mặc dù cùng là 5.3 GHz, thế nhưng 5.3 GHz trên thế hệ 10 sẽ có hiệu năng tương đương với 100%, thì 5.3 ở trên thế hệ thứ 11 sẽ là 120%. Đấy là một chuyện Intel đã làm rất tốt, bởi vì cái kiến trúc không hề thay đổi mà tối ưu IPC qua từng năm rất hiếm cái hãng nào có thể làm được. Đấy, mình sẽ nói phong phanh vậy thôi. Và nhìn sơ qua một chút về hệ thống cấp điện thì theo như mình tìm hiểu được thì mình vẫn chưa tìm hiểu quá kỹ được về cái hệ thống cấp điện đâu, bởi vì thực ra trên mạng rất ít thông tin, mình không quá chuyên sâu về vấn đề này. Thì hệ thống cấp điện sẽ hoạt động theo kiểu là 14/2, 14 phái điện sẽ cấp điện cho phần CPU và 2 phái điện sẽ cấp điện cho phần GPU cũng như là về phần bộ kích bên trong. Hệ thống cấp nguồn cho phần CPU sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và một cấp nguồn 4 pin. Về cá nhân đánh giá của mình đã sử dụng qua các sản phẩm TUF Gaming qua từng năm thì cá nhận xét của mình, đối với những bạn nào mà cắm các mẫu CPU như kiểu Intel Core i9 cắm vào sử dụng thông thường thì đấy quá đơn giản rồi. Còn nếu như bạn muốn ép sung thì cái mẫu bên này theo như mình đánh giá vẫn có thể ép sung tốt được. Thì sắp tới thì mình sẽ mượn về mẫu CPU Intel Core i9 thế hệ thứ 10 để mình lắp vào và mình ép sung thử xem hệ thống hoạt động như ra sao. Và các bạn biết đấy, mặc dù là qua từng năm cái vấn đề kiến trúc không thay đổi nhưng main vẫn có thay đổi và vẫn có sự tương thích ngược. Gần như đây là một chuyện tương đối hiếm của Intel, và bây giờ mình có lẽ như kiểu Intel đã lắng nghe người dùng một chút và để tiết kiệm ví cho người dùng vẫn có tương thích ngược. Và hãng Acer thì cũng đã công bố rồi, các mẫu board chủ thế hệ trước là Z490 90 vẫn sẽ hỗ trợ CPU thế hệ 11. Thế nhưng các bạn phải update BIOS đấy, không update BIOS là cắm mà không nhận đâu. Chúng ta sẽ nhìn xuống khu vực bên dưới là khu vực khe PCIe. Khe PCIe sẽ là khe PCIe x16. Các card đồ họa tới từ NVIDIA đã hỗ trợ ra PCIe 4.0 rồi, và cái khe x16 này cũng hỗ trợ luôn bằng thông 4.0. Không biết hiệu năng thay đổi sẽ khoảng bao nhiêu %. Như ngày trước thì mình test qua hệ thống 4.0 khác thì hiệu năng sẽ cải thiện khoảng chừng 1 hoặc là 2%, thì không biết đến bây giờ là các hệ thống hỗ trợ đầy đủ thì hiệu năng sẽ được mấy % đây. Thì ngay bên trên khe PCIe x16 là ổ SSD hỗ trợ giao thức PCIe 4.0 thì cái mẫu main Z590 TUF Gaming hay cụ thể là chipset Z590 đã hỗ trợ giao thức PCIe 4.0. Trong đấy 16 làn sẽ dành cho card đồ họa và 4 làn còn lại sẽ dành cho phần SSD. Mình sẽ lưu ý với bạn một chút, đó chính là đối với những mẫu SSD các bạn chọn mua thì các bạn nên chọn mua những mẫu SSD không có hệ thống hít sinh rời, bởi vì Acer đã trang bị cho các bạn hệ thống hít sinh rời rồi. Bây giờ các bạn mua SSD có hít sinh rời vào, bây giờ lại phải tháo hít sinh có sẵn SSD ra, bỏ ra, xong tự nhiên nó bị lãng phí đi một khoản tiền. Đấy là cái điều lưu ý cho các bạn. Và nếu như bạn nào mà thắc mắc về vấn đề nhiệt độ của SSD 4.0 hoạt động ra sao thì mình xin khẳng định là rất nóng, nóng hơn rất nhiều khi so với 3.0, khi các bạn sử dụng các tác vụ như kiểu là các bạn load game hay là copy file, nóng lắm ấy. Và dưới cùng các bạn sẽ có thêm 2 khe DM2 nữa, và 2 khe SD bên dưới sẽ sử dụng giao thức PCIe 3.0 mà thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có được hệ thống tản nhiệt một cái thanh kim loại rất dài để có thể sử dụng. Còn cái khe bên dưới các bạn kích thước x16 đây, và mình nhìn thấy đây hiện tại thì là x4 thôi, chỉ là x4 thôi, một khe hai khe x1 nữa. Nói chung đối với nhu cầu là game thủ sử dụng các thiết bị ngoại vi cắm thêm cạc wifi thì ngần này cổng kết nối cũng tương đối đầy đủ rồi. Nhìn sang một chút về khu vực RAM các bạn sẽ có tổng cộng là 4 khe. Thay vì mặc định là hỗ trợ bus RAM là 933 thì bây giờ lên thế hệ 11 thì bus RAM hỗ trợ mặc định nhé, chia ép sum đã là 3.200 rồi. Vì thế nếu như chọn mua RAM, các bạn nên chọn mua RAM đến từ các hãng nổi tiếng, các bộ RAM cực xịn sò, ví dụ đến từ Corsair chẳng hạn, Corsair Vengeance Pro bus 3.200 để không gây lãng phí hiệu năng của CPU. Ở trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng mượn về những cái sản phẩm tối nhất hỗ trợ giao thức PCIe 4.0. Và sau khi cắm vào thì mình sẽ so sánh thử với thế hệ 3.0 xem liệu hiệu năng đã được cải thiện thêm bao nhiêu %. Thì khi đấy các bạn sẽ biết rằng thế hệ tiếp theo Z590 hay Z490 sẽ là sản phẩm các bạn chọn mua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.